Rồi, ngồi đây không? Nhìn rất là hoành tráng. Rồi. Bán này đủ hết tất cả các món. Ồ, na cảo nè. Rồi, đây là món há cảo. Đây là há cảo Hồng Kông anh. Sao em cứ tự nhiên đi. Ủa cái món mình này là món gì vậy? Cá viên cà ri hả? Rồi còn cái món mà anh nghe nói nổi tiếng đây đậu u thúi là món nào? Kia hả? Rồi chơi xin anh quay cái nghe rồi cho em cảm ơn em nha. Rồi các bạn đi theo nha, yêu Thành nha. Đây là cái món đậu hũ thúi. Còn thiếu 10.000 thôi. Rồi. Đây là món đậu hũ thúi lừng danh. Đâu cái này hả bạn, món đậu hũ thúi này không? Trời, lấy mình một phần đậu hũ thúi đi, mình đi trong rồi ha. Rồi cảm ơn nha. Xịt trên cái nắp này mình trộn cái sa tế, nếu mà mình thích ăn cay là tương này vô đây luôn. Vô đây mình chấm ăn, chấm nha. Nhưng mà rồi nó uống chung cái gì? Em có trà chanh, trà sữa, mấy ngày nữa. Rồi lấy. Bây giờ còn trà chanh Hồng Kông. Trà chanh Hồng Kông hả? Rồi lấy anh cái trà chanh Hồng Kông đi. Dạ. Ok, đủ bộ. Rồi. Gì dạ. Oh man. Ây da. Rồi, nổi này xịt vô đây. Wow. Nó thú thiệt các bạn ơi. Thú thiệt à? Dạ. Cho hỏi anh gọi gì thêm không? Muốn anh gọi gì nữa? Rồi để anh ăn hết anh gọi nữa. Dạ. Chơi, cảm ơn em. Em xin phép được người hướng chân trước. Rồi, ok, bao nhiêu? Dạ là 45.000. Còn hơn. Dạ. Rồi. Cảm ơn. Dạ. Đó. Một ly trà tắc gì? Này gọi là chai, trà chanh Hồng Kông với lại hai miếng đậu hũ thúi. 45.000. Đây nha, các bạn nhìn này nha. Đây là bên đây là hai cái miếng đậu hũ thúi, một miếng là hai miếng đều chiên rồi nhưng mà một miếng còn nguyên nè, miếng vỏ nó vậy, một miếng nè anh mới cắn nè, đó thấy chưa. Thì bên trong nói chung là khi mà mình hửi vô á, cái mùi nó giống như là cái những bạn nào mà đã từng chơi ăn qua cái kẹo thúi rồi thì nó cũng có mùi vậy đó. Cái mùi nó giống như là cái mùi cống nha, nhưng mà khi mà ăn vô thì cái mùi vị nó cũng không, nó không, không phải là nó hôi lắm, nó không có hôi lắm đâu. Ăn bên trong thì nó cũng có cái vị thơm thơm của đậu hũ chứ không phải gọi là nó hôi, nó thúi ghê, không phải, chỉ có cái mùi bên ngoài hửi vô thôi. Nếu như mà các bạn không quen hửi luôn lần đầu tiên, cái mùi đúng là cái mùi nó giống như là cái mùi kẹo cuối đó. Thì đó nè, thì cái lịch theo như Thành biết á là gì, là cái lịch sử của cái món đậu hũ thúi này á là nó có là rất lâu đời rồi. Đó là do một nhà đậu hũ ở bên Trung Quốc, một người dân chuyên làm đậu hũ, nhưng mà khi mà ông ta đang làm đậu hũ cái sau đó bữa đó là ông ta quên ủ một cái mẻ đậu hũ nó quá lâu rồi, cái sau đó là tự nhiên cái ông ta sực nhớ, thì nhớ bắt đầu là nó có cái mùi bốc lên rồi, mùi hôi quá rồi. Thì cái sau đó ông ta mới bắt đầu ta tính dục đổ đi cái mẻ đậu hũ đó, nó lên men thú quá rồi à, thấy chưa. Cho các bạn coi nè, miếng đậu hũ nó rất là dày đó. Thì cái sau đó là gì, ông ta mới quyết định đem đi đổ, nhưng mà trong lúc đổ chưa kịp đổ thì lúc đó là như là nghe đâu là con gái của ông ta đó, cái là cũng chiên đậu hũ bán, bắt đầu cũng sơ ý sao biết cắt luôn cái phần đậu hũ này cái đem chiên
chiên cái bắt đầu thì ông ta bắt đầu vô tình thôi, ông ta nghe cái mùi thúi quá tính bỏ, nhưng mà cái ông ta cũng thử coi ăn có được hay là không. Cái ăn vô thì ai ngờ đâu là nó không có thúi giống như là cái mùi của nó móc ra. Nó cũng ok, cũng ngon thơm, ở bên trong nó béo béo xíu, nó béo. Thế là vì từ đó là cái món đậu hũ thúi là nổi lừng danh luôn. Khi mà nhắc tới người Hoa người ta thường nói là món đậu hũ thúi. À, đây là món đậu hũ thúi nè các bạn. Đó. Nha. Rồi bây giờ thử xem nha, để xem là Thành ăn lần nữa. Nó chỉ là nặng mùi, nó nặng mùi chút, ăn vô có vị hơi những đắng chút, nhưng mà nó vẫn giữ được cái độ béo của đậu hũ. Thì Thành nghe nói là cái món đậu hũ thúi này á, là cái sinh tố dinh dưỡng nó rất là cao, nó rất là cao. Nó không có giống như là chúng ta nghĩ là nó hôi, nó thúi gì rồi đó, nó bị lên men rồi nó làm độc đúng không? Thì cái này là nó đã được nghiên cứu rồi, đã được bên các bên đồng y Trung Quốc đã nghiên cứu ra và nói là món đậu hũ thúi này rất là giàu dinh dưỡng. Nếu như một trong những lần đầu á, nếu như một trong những lần đầu mà các bạn là đi ăn đậu hũ thúi á mà chưa quen á, các bạn có thể là đục cái lỗ mũi một chút. Nó sẽ không quá dễ ăn đâu, ăn cũng được, nó không quá dễ ăn. Để tắt Hồng Kông, để tranh Hồng Kông. Nó có nguyên cái miếng chanh trong đó, miếng màu vàng đó. Mình thử đi, mùi hơi hơi kỳ thì cũng được nè. Nó không có giống như là cái đậu hũ bình thường nha các bạn. Cái đậu hũ nè, xé ra là gì, nó vẫn còn dính, nó tơi dính mà kiểu dạng xốp, giống như là cái đậu hồng, nó không phải là nó dạng giống như là cái đậu hũ bình thường mình, nó là như là nó đã đưa nó lên men dữ quá, cái nó đóng màng sao đó.
nói chung là nó thành hai miếng ngán à. Nếu như tất cả các bạn có đến muốn đến đây mà cái địa điểm mà dễ tìm nhất để ăn cái món này á, là các bạn nhớ nè, này là nó nằm ở ngay đối diện của bệnh viện quận 5 nè, thường xin lại các bạn coi nha. Đây, bệnh viện quận 5 à, địa điểm là đối diện bệnh viện quận 5 trên đường Nguyễn Trãi. Thành là rất thích đi ăn bụi đời, cứ chỗ nào bụi bụi, cái chỗ nào nó có thúi chút là vô ăn nè, nghe cái món lạ chút ăn nè. Rồi chúng ta đợi cái món chúng ta tới nha. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem kênh Ly Hu Thanh TV. Nếu như các bạn cảm thấy thích, xin hãy nhấn nút like, share và đừng quên subscribe cho kênh Ly Hu Thanh TV để đón xem những cái tiết mục về sau càng ngày càng hấp dẫn hơn nữa. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.